Vâng, các bạn đang xem trong hình, đây là lễ hội Kinh Khí Cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Quy Nhơn. Vâng, giờ này là khoảng hơn 5 giờ. Kinh Khí Cầu được dàn trải ra trên quảng trường xanh thuộc đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn. Hiện tại thì có khá là đông bà con ở thành phố Quy Nhơn đến để mà xem cái lễ khai mạc này. Hoạt động sẽ đẩy Kinh Khí Cầu mình bay lên. Còn nguyên lý hoạt động như thế nào thì ngày mai họ sẽ cập nhật cho mọi người xem. Còn đây là cái giỏ để mà chứa các bình khí nitơ, với lại chứa người điều khiển với người bay cùng với Kinh Khí Cầu. Hiện tại thì có khoảng 7 tới 8 cái bộ Kinh Khí Cầu được dàn trải ra trên quảng trường đây. Đấy, đây là cận cảnh phía bên trong cái giỏ thì có khoảng là 3 cái bình khí. Cái giỏ thì có chiều cao khoảng 1 mét và chiều dài khoảng là 1,2 m. Vâng, đây là lần đầu tiên họ cũng thấy cái bộ Kinh Khí Cầu nó bằng xương bằng thịt, chứ hồi giờ chỉ thấy qua TV, qua video thôi. Đó, đây là cái sợi cáp. Đó, sợi cáp có tất cả là mỗi chùm như vậy là có tất cả là 6 đến 7 sợi cáp. Rất là chắc chắn. Có khá là đông bà con nhân dân đến để xem cái lễ khai mạc Kinh Khí Cầu này. Đây, cận cảnh cái phía trong của cái giỏ đấy, có tất cả là 3 cái bình ga các bạn, 3 bình khí, 3 bình khí nitơ. Cái giỏ thì được đan bằng nhiều chất liệu, có sợi may, có thép, đấy, có nhãn hiệu của tiếng Nhật các bạn. Nhìn rất là chắc chắn. Vâng, đúng 5:30 thì bắt đầu các kinh cầu được bơm khí để mà nó bay lên để mà làm cái lễ khai mạc. Đó, mọi người nhìn thấy cái luồng lửa lên rất là mạnh luôn. Hiện tại thì có 4 cái kinh khí cầu được bơm lên để mà làm cái lễ khai mạc này. Còn bắt đầu ngày mai thì mới tổ chức là bay bán vé trải nghiệm cho bà con du lịch cũng như là bà con thành phố Quy Nhơn.
10:30 thì bắt đầu họ bơm khí cho kinh khí cầu nó phồng lên các bạn. Họ đồng loạt bơm khí 4 cái luôn các bạn, 4 cái luôn nhé. Cái phía sau kia nữa nè bạn, cái phía sau, cái bên này nữa, tất cả đều bơm lên. Bộ đội thì họ yêu cầu người dân ra khỏi cái dây này các bạn, dù lúc cái dây nó căng lên thì nó sẽ đụng người chúng ta. Hiện tại thì có khá là đông người tới xem bên phía cầu. Coi lửa kìa nào mọi người, coi lửa này. Đây là lần đầu tiên lễ hội kinh khí cầu được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn chúng ta. Cho nên là cũng khá là lạ lẫm đối với toàn thể người dân. Cho nên mọi người tập trung xem rất là nhiều. Nhìn rất là đẹp các bạn.
tới hiện tại thì bốn cái được bơm khí bay lên rồi các bạn, dựng lên rồi nhưng mà chưa thả dây neo. Những cái này thì theo thợ nghĩ thì họ neo lại khoảng 20-30 mét các bạn, 20-30 mét. Hiện tại giờ này khai mạc ở trong phía sân khấu kia, họ khai mạc cái lễ hội kinh khí cầu. Cái lễ hội này bắt đầu từ ngày hôm nay, tức là 25 tháng 4 cho đến ngày 5 tháng 5, khoảng 10 ngày. Đó, giá vé thì có hai loại, neo tại chỗ thì 200 ngàn, còn bay tự do thì khoảng 4 triệu một lần bay. Mọi người có thể đến ngay tại quảng trường con mắt này các bạn, đường Nguyễn Tất Thành, có thể là trải nghiệm. Cái giỏ kia bạn, cái giỏ hồi nãy mình xem rồi đó là giỏ mây. Trong giỏ đó thì họ đỡ từ 3 tới 4 cái bình khí đó. Khí được bơm lên vài giây, họ bơm đốt liên tục. Chiều cao của giỏ thì khoảng gần 1 mét các bạn, khoảng 95-90 gì đó. Còn chiều rộng thì hơn 1 mét. Dựng tất cả lên 10 mấy 20 cái thì nó mới đẹp các bạn. Dân thì đứng ở phía ngoài các cái dây neo các bạn. Ở phía trong thì đơn vị bên kinh khí cầu họ đang làm việc. Sau khi khai mạc khoảng 30 phút thì kinh khí cầu được hạ xuống để ngày mai bay.